sống thương yêu hòa bình. Tuần báo phát triển điển năng, tuần báo điển khí phân giải dành riêng cho bạn đạo thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, số 1506, ngày 19 tháng 5 năm 2024. Thành đạo, quân bình tự giác trí tâm an, thông cảm đạo đời xoay chuyển tiến, đụng chạm minh tâm tự giải phiền, chân tình bộc phát niệm Nam Mô. Lương Sĩ Hằng, một bé tám, năm 1998. Thưa các bạn, một bé tám viết qua tâm không, liên hệ với từ quan của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào. Có đạo tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của một bé tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh. Kính bái bé tám. Câu 1. Amson Leban, ngày 20 tháng 2 năm 1998, 6 giờ 36 phút sáng. Hỏi: sưởi ấm bằng tình người là sưởi ấm làm sao? Đáp: thưa, sưởi ấm bằng tình người là mọi người nô nức muốn gặp nhau lại được gặp, tâm tình ấm áp, hớn hở đón chào, vui tươi và sung sướng. Kệ: gốc là phát triển tình thương nhớ, khai triển tâm linh tự giấc mơ, ướm nở nụ cười trong thích thú, cùng chung vui hợp tự tôn thờ. Câu 2. Amson Leban, ngày 21 tháng 2 năm 1998, 6 giờ 20 phút sáng. Hỏi: làm người sống có đầu có đuôi, đầu là nơi nào, đuôi là nơi nào? Đáp: thưa, đầu thật là luồng điển tâm ngự ngay trung tim bộ đầu giải tiến đi lên. Đuôi là bộ ruột tích trữ mọi sự ô trược và sa thải. Tất cả từ cái có sẽ trở về không. Của thiên trả địa là vậy. Đầu thì phát triển, đuôi thì sa thải theo định luật hóa hóa sanh sanh. Kệ: điện năng giải tỏa muôn chiều động, thế thái nhân tình vẫn trống không. Đời đạo song hành tâm dứt khoát, về không thanh nhẹ sống thông dong. Câu 3. Amson Leban, ngày 22 tháng 2 năm 1998, 4 giờ 38 phút sáng. Hỏi: quý thương là sao? Đáp: thưa, quý thương là sự hiện hữu có một không hai của nhân sinh. Có âm, có dương mới hình thành con người tại mặt đất, cấu trúc từ mọi trạng thái mà có. Nó là một khả năng của càn khôn vũ trụ, rất quý và thu gọn lại rất dễ thương, nuôi dưỡng bởi thanh khí của trời đất hoạt bát và linh động. Kệ: chuyển thành nguyên khí trụ khai vòng, hồn xác rõ rệt tự ngoài trong, nghiệp lực dẫy đầy trong khối óc, tự tu tự giải tự thông dong. Câu 4. Monaco, ngày 23 tháng 2 năm 1998, 7 giờ 15 phút sáng. Hỏi:
trời trăng mây gió hình thành từ đâu? Đáp: Thưa, trời trăng mây gió hình thành từ sự tự nhiên và hồn nhiên của trời đất. Người đời ai ai cũng tán thưởng khi nhìn được cảnh vật tự nhiên của trời đất. Chịu tu sửa thì sẽ có cơ hội nhìn được cảnh siêu nhiên của trời Phật đã hình thành nơi cực lạc. Kệ: Thanh trược phân minh rõ đạo đời, tu hành khai triển rõ chân lời. Đời là tạm cảnh xây đường tốt, học hỏi không ngừng tự nhớ trời. Câu 5, Monaco ngày 24 tháng 2 năm 1998, 4 giờ 30 phút sáng. Hỏi: Làm sao biết được mình là người có hiếu đối với cha mẹ? Đáp: Thưa, chỉ có người chịu tu sửa thì mới là người có hiếu đối với cha mẹ. Nhớ lại lúc ta mới chào đời, được sự săn sóc của cha mẹ bảo bọc và dạy dỗ cho đến khôn lớn, không muốn bất cứ ai hành hạ và hà hiếp con mình. Chúng ta lớn lên làm người, biết tu sửa và tiến hóa trong thanh tịnh thì sẽ được mọi người quý mến, cha mẹ sẽ yên lòng, tức là báo hiếu. Kệ: Thương yêu tự sửa mới là vừa, tiến hóa thâm sâu tự thích ưa, đường đạo cảm hòa trong nhịn nhục, hiếu thảo tròn đầy chẳng khóc mưa. Câu 6, Monaco ngày 25 tháng 2 năm 1998, 6 giờ sáng. Hỏi: Trời đất và óc con người có sự liên hệ không? Đáp: Những gì trời đất sắp đặt đều liên hệ với nhau. Óc người có thể theo trật tự sẵn có mà hành sự. Kệ: Nhân tốt an lành trời đã tạo, minh tâm thức giác rõ đuôi đầu. Mỗi chiều tiến hóa đều sống động, giúp đỡ lẫn nhau rõ nhiệm màu. Câu 7, Monaco ngày 26 tháng 2 năm 1998, 12 giờ sáng. Hỏi: Tại sao chuyện đời kể không hết, chuyện đạo lại vô cùng? Đáp: Thưa, đời còn sống còn kể, đạo cũng vậy. Đời đạo song tu thì mới giảm được một phần nào động loạn, hướng thanh tịnh tu là đúng. Kệ: Kể hoài không hết vẫn bao dung, thức giác minh tâm trí rõ cùng, đời đạo song hành tâm tự giác, nghìn năm không đổi lý vô cùng. Cùng đọc thơ Đức Thầy. Bài thơ Sống chung hòa bình. Thương yêu thực hiện chân tình, anh em chung sống cảm minh luật trời. Thanh nhàn tâm nguyện thảnh thơi, chung vui ca hát tạo nơi an toàn. Giọng ca tiếng hát đạo tràng, quân bình thanh nhẹ lập màn đạo tâm. Cảm minh thiên địa thì thầm, âm thinh hóa giải truy tầm lý chân. Chung vui cảm thức nghĩa ơn, cha trời ban rải tiếng đờn vọng theo. Chúng ta vui khỏe chẳng nghèo, hòa đồng chân thức tiếng theo luật trời. Kỷ nguyên di lạc hợp thời, triển khai đời đạo nơi nơi cảm hòa. Lương Sĩ Hằng, Montreal ngày 24 tháng 7
năm 1988. Yêu thật là yêu, thương thật là thương. Về đây chung sống thương yêu hòa bình, về đây chung sống thương yêu hòa bình.